TDI chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Mới đây, 3 công trình ở Việt Nam đã lọt top 50 kiến trúc nhà ở đẹp trên thế giới. Đặc biệt, 3 công trình này đều nằm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất, 911 Villa được xây dựng từ năm 2018 với diện tích hơn 1.000 m². Công trình được đội ngũ thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc đương đại Pháp và sự cởi mở của kiến trúc bản địa hướng tới lối sống tối giản. Một điều đặc biệt, trong ngôi nhà được bố trí khu vực tầng hầm có sức chứa tới 7 chiếc xe hơi với thiết kế khoảng sân giữa thông gió trời và lấy ánh sáng tự nhiên. 2. As House là nơi của gia đình 3 thế hệ, có diện tích 43 m², nằm trong khu dân cư mới phát triển ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Thách thức đặt ra cho các kiến trúc sư là lên bản thiết kế cho ngôi nhà có khả năng thích nghi với môi trường xung quanh, tránh côn trùng vì khu vực nhiều kênh rạch, trong đó vẫn duy trì được nguồn gió tự nhiên hài hòa. 3. Ha House mới được xây dựng và hoàn thiện vào năm 2020. Ha House có diện tích 137 m², cũng là một ngôi nhà cho một gia đình có 3 thế hệ, tọa lạc tại một khu dân cư mới phát triển, cách trung tâm thành phố gần 15 phút lái xe. Tại khu vực này, với mật độ dân cư dày đặc, vì vậy, nhóm thiết kế cũng đáp ứng được nhu cầu của gia chủ về khoảng xanh, cửa sổ đón nắng tự nhiên và thậm chí là một hồ bơi trong nhà.